Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. Và DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Việt Face Today với Trung Tư Lưu và Tyler Diệp. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai trong tuần, ngày 10 tháng Giêng năm 2022. Quý vị thấy rằng là ông bạn của chúng tôi vẫn còn chưa có khỏe cho mấy, cho nên anh Lưu, xin cảm ơn anh Lưu đã xuất hiện lại một lần nữa trong như vậy là đúng 5 ngày rồi. Xin chào tất cả quý khán thính giả của Việt Face TV. Chúng tôi vẫn còn ngồi đây thưa quý vị, và hôm thứ 6, thứ 7, chủ nhật rất là hồi hộp đợi một cái bản tin âm nhưng mà thấy vẫn dương. vẫn dương trận. Tôi học được cái từ này của anh từ tuần trước đó. Anh nói gì F gì đó, F0 hay là F0? F0 là người bị Covid ở Việt Nam, người ta gọi là F0, còn anh Tyler Diệp còn hỏi là FU là thế nào. Cái đó thì tự anh trả lời. Dạ vâng. Thưa quý vị, Sùng cũng xin cảm ơn quý vị, và cũng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Lưu đã trở lại chương trình với chúng tôi, giúp chúng tôi coi như là gánh chương trình này có lẽ phải thêm vài ngày nữa, không biết là chừng nào thì anh Dũng mới khỏe trở lại. Và để bắt bước vô bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay, thưa quý vị, tin tức liên quan đến Ngoại trưởng Blinken nói rằng là Mỹ sẽ không nhượng bộ nếu mà Nga xâm lấn đến Ukraine. Một cuộc đối thoại ngoại giao cấp cao giữa Tòa Bạch Ốc và Mạc Tư Khoa đã được thực hiện vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, vào ngày hôm thứ hai hôm nay, nghị trình bàn thảo sẽ là căng thẳng ở biên giới Ukraine nhằm tìm cách tránh một cuộc chiến có thể xảy ra. Tòa Bạch Ốc nói là Điện Cẩm Linh đứng trước hai sự lựa chọn. Một là đối thoại về ngoại giao để mà cố gắng giải quyết một số các khác biệt này và tránh đối đầu. Con đường còn lại là đối đầu, và hậu quả sẽ to lớn đối với Nga nếu nước này tiếp tục gây hấn với Ukraine, theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trước năm mới, Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Putin trong vòng gần một tiếng đồng hồ. Ông cam kết sẽ hành động nghiêm khắc đối với nền kinh tế của Nga nếu mà nước này cứ tiếp tục xâm lăng Ukraine. Ông Blinken nói tiếp, chúng tôi không chỉ chống lại mà còn tập hợp các quốc gia không chỉ ở châu Âu để nói rõ với Nga rằng là hành động xâm lăng sẽ không được chấp nhận, sẽ không được dung thứ và sẽ không bền vững. Tiếp tục vẫn là nước Nga, thưa quý vị, sự khuấy động của họ trên các quốc gia lân bang mà trước đây là Liên bang Xô Viết thì họ vẫn muốn mang ảnh hưởng rất là nhiều. Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO của Nga đã được điều động đến Kazakhstan. Lực lượng gìn giữ hòa bình từ các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã được đưa đến đầy đủ đến Kazakhstan và hiện đã hoàn toàn hoạt động ở quốc gia này. Tướng chỉ huy của CSTO là Andrei Sedyukov cho biết trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật. Ông nói theo quyết định của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO, các lực lượng gìn giữ hòa bình đã hoàn thành việc triển khai trên lãnh thổ của Cộng hòa Kazakhstan. Hiện tại các đơn vị của lực lượng gìn giữ hòa bình đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quân sự nhà nước và xã hội quan trọng ở thành phố Almaty và các khu vực lân cận. Sedyukov cho biết các lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO sẽ ở lại Kazakhstan cho đến khi tình hình đất nước hoàn toàn ổn định. Sedyukov đang nói chuyện cùng với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kazakhstan Trung tướng Sultan Kamadetinov, người đã cảm ơn CSTO vì sự hỗ trợ huynh đệ dành cho cư dân Kazakhstan. Ông nói thêm rằng tình hình trong Kazakhstan hiện đang được kiểm soát hoàn toàn. Và tình hình trên lãnh thổ này cũng họ cho rằng giành lấy những cơ sở quan trọng nhất dưới sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình đã cho phép chúng tôi giải phóng một phần đáng kể lực lượng và phương tiện của các cơ quan thực thi pháp luật và quân đội vốn được tái triển khai để chống lại những kẻ khủng bố. Người ta cho rằng mấy ông này nói rằng cái tình hình tại Kazakhstan đó là những cái người mà đang chống đối lại đặc khủng bố, ghép cái tội đó là cái tội coi như là dễ diệt nhất và coi như là cái tội mà dễ bắt bớ người ta nhất. Dễ bắt bớ người ta nhất. Thưa quý vị, sang qua các tin tức liên quan đến COVID-19 tại Mỹ, thì hiện nay ở trong khu vực chánh của Los Angeles là khu vực chánh lớn thứ hai trên toàn quốc, thì khu vực này đã ngăn cản khoảng 50.000 người đã nhiễm COVID-19 đi vào trong các lớp học vào tuần trước, thưa quý vị. Qua những vấn đề xét nghiệm thì học khu Los Angeles Unified School District
đã phát giác ra hàng ngàn học sinh, thầy cô giáo cũng như là các nhân viên trong học khu mà đã bị nhiễm COVID-19. Bản báo cáo của học khu Los Angeles được đưa ra cho biết rằng là khoảng 14% các nhân viên trong khu học chánh này đã bị nhiễm COVID-19 và 16% của học sinh cũng có những cái triệu chứng tương tự. Con số này nó có thể còn cao hơn nữa trong những ngày tới nếu mà tiếp tục xét nghiệm những người mà sinh hoạt ở trong Los Angeles Unified School District. Dễ sợ quá. Trường học mà đến cả ngàn học sinh, bao nhiêu ngàn học sinh vì COVID. Cho thấy tốc độ lây lan tại Los Angeles rất là kinh khủng. Thưa quý vị, hàng trăm binh sĩ vệ binh quốc gia California đã được đưa đến khắp tiểu bang vào cuối tuần này để trợ giúp cho các trung tâm xét nghiệm COVID, bao gồm những trung tâm ở vùng vịnh. Thống đốc Gavin Newsom đã kích hoạt lực lượng bảo vệ vào thứ Sáu trong khung cảnh sự gia tăng của các trường hợp mới do biến thể Omicron tăng lên dữ dội. 200 thành viên vệ binh quốc gia đã được thống đốc Gavin Newsom cử đến 50 địa điểm thử nghiệm trên toàn tiểu bang, bao gồm 8 địa điểm ở vùng vịnh để xúc tiến quá trình xét nghiệm trong đợt gia tăng các trường hợp COVID mới. Trung sĩ Victor Darrell cho biết rất nhiều người rất đã vui khi có một người nói được tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là vùng này có rất là nhiều người đã dùng tiếng Spanish nhưng không có phiên dịch. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành việc đảm bảo rằng mọi người đều đã đăng ký, chích ngừa, xét nghiệm. Nếu họ cần trợ giúp thì sẽ là ưu tiên chính của chúng tôi vào lúc này, ông nói như trên. Và thưa quý vị, trong lúc mà các trường hợp COVID-19 đang gia tăng ở khắp nơi, đây là hình ảnh tại tiểu bang Wisconsin, khi mà rất nhiều người đã xếp hàng rồng rắn để mà xin những chiếc khẩu trang N95 miễn phí do các viên chức của thành phố Milwaukee tuyên bố rằng là họ sẽ phân phối cho cư dân trong thành phố này khoảng 500 triệu các loại khẩu trang N95 sẽ được phát ra cho những người nào mà nghĩ rằng là mình cần đến những cái chiếc khẩu trang này để mà bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Quý vị đang thấy các coi như là những cái thùng kiện của N95 được phát cho những người xếp hàng trong xe. Họ được các nhân viên thành phố coi như là không dám tới gần cư dân nữa, chỉ đứng từ xa xa giống như một dạng drive through như vậy đó. Xe hơi tới mở cái cửa kính xuống và xong đó sẽ những cái phần khẩu trang này sẽ được đưa cho những người nào nghĩ rằng là mình cần các chiếc khẩu trang để mình đi ra ngoài sinh hoạt. Trong lúc mà ngay kể cả thành phố Milwaukee trong tiểu bang Wisconsin cũng đang chứng kiến cái sự gia tăng rất nhiều của các ca lây nhiễm COVID-19. Cái anh Tyler này, cái mask 95 đó là mắc tiền lắm đó. Yeah, rất là đắt tiền mà ở tiểu bang này phát free cho dân chúng thì là gọi là hành động coi như là vung tiền qua cửa sổ lắm đó. Thì thật sự là vung qua cửa sổ đó, tại vì toàn là cửa sổ xe hơi của người ta. Không? Cửa sổ xe hơi của người ta nhưng mà rất là tốt cho cư dân. Và thưa quý vị, kính viễn vọng không gian trị giá 10 tỷ Mỹ Kim của NASA đã chuẩn bị hoàn tất. Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA đã triển khai toàn bộ màn hình gương hình hoa hướng dương được mạ vàng, đánh dấu việc hoàn thành một kỳ tích đáng kể. Cơ quan không gian NASA cho biết giờ đây kính viễn vọng 10 tỷ Mỹ Kim kế thừa tiếp theo của kính viễn vọng trước đây là Hubble có 5 tháng để cần chấn chỉnh và hiệu chỉnh cho đúng trước khi dự kiến bắt đầu gửi hình ảnh về trái đất. Cơ quan NASA cho biết kính thiên văn này được phóng vào ngày Giáng sinh từ Nam Mỹ. Kính thiên văn Webb đang di chuyển cách trái đất gần 1 triệu dặm, được đặt theo tên của cựu quản trị viên NASA tên là James E. Webb, người đã giám sát cơ quan này từ năm 1961 cho đến năm 1968. Kính thiên văn Webb mạnh hơn kính thiên văn Hubble khoảng 100 lần. Các nhà khoa học hy vọng Webb có thể ghi lại luồng ánh sáng từ các ngôi sao và thiên hà nằm cách đây 13.7 tỷ năm ánh sáng. Dễ sợ không? Dạ. Kinh khủng. Không hình dung được là cái đó là đã bao nhiêu năm trước rồi. Ít nhất là 10 người thiệt mạng vì một vách bị đổ ở tại Brazil. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được tiếp tục vào sáng ngày hôm qua ở tại Brazil, thưa quý vị, nơi một bức tường vách đá khổng lồ bị vỡ và sập đổ. Tảng đá đã đổ vào một số du thuyền vào ngày thứ Bảy, khiến cho ít nhất là 10 người thiệt mạng, 2 người vẫn mất tích và 33 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra tại hẻm núi Capo Tilio, một điểm thu hút khách du lịch nằm trong các hồ Furnas, một đập thủy điện ở bang Minas Gerais của Brazil.
Trước đó khu vực này đã có một lượng mưa rất là lớn đổ bộ vào trong khu vực này. Không thể nào tưởng tượng nổi tất cả các du khách đang đi trong cái vùng đẹp như thế này mà lại bị đá trên sập núi mà nó sập xuống mà đến nỗi mà như một cái vách núi luôn, dễ sợ quá ha. Đó. Đúng là con người có số. Thưa quý vị, một người mới vừa qua đời rất là nổi tiếng đó là ông Bob Saget, diễn viên hài và ngôi sao của bộ phim truyền hình Full House, đã qua đời ở tuổi 65. Saget, người đã được biết đến với người cha quá vợ Danny Tanner trong series phim truyền hình Full House của đài ABC rất là nổi tiếng, đã được tìm thấy chết trong phòng khách sạn tại Ritz-Carlton tại Orlando, Florida vào hôm Chủ nhật vừa qua. Cảnh sát cho biết đầu ngày hôm nay cảnh sát đã được gọi đến Ritz-Carlton, Orlando, Grand Lake vì có một người đàn ông không phản ứng trong phòng khách sạn. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Cam của Florida đã Twitter hôm Chủ nhật rằng người đàn ông được xác định là Robert Saget và được tuyên bố là đã chết ngay tại hiện trường. Các thám tử không tìm thấy dấu hiệu của việc ám hại hoặc sử dụng ma túy. Saget, người dẫn chương trình rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ luôn mà mọi người rất là ưa thích, đó là America's Funniest Home Videos, từ năm 1989 cho đến năm 1997. Và ông ta đang thực hiện một tour diễn khắp Hoa Kỳ mang tên I Don't Do Negative Tour. Cái này dịch là chính xác là cái gì anh? Tôi rằng là tôi sẽ không có đi trình diễn tiêu cực. Không có diễn những cái tiêu cực. Dạ. Và ông đã biểu diễn 2 giờ tại Jacksonville, Florida vào thứ Bảy vừa qua. Chủ nhật thì ông qua đời. Bạn có coi chương trình Home America Funniest video chứ? Cái đó chương trình hồi nhỏ mình ai cũng coi đó. Có vài video mà thật sự rằng là tôi coi cái ông Bob Saget này trên chương trình Full House nhiều hơn. Thưa quý vị, lúc mà tôi qua Mỹ ở đầu thập niên 90 đó, lúc đó còn có những 8-9 tuổi, là cứ về nhà thì mở TV ra thì nó chỉ chiếu những chương trình này thôi. Mỗi ngày đều có một cái show mới khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ trên TV hàng ngày. Thì có nhớ rằng là coi ông này lúc mà còn rất là nhỏ. Thưa quý vị, kể đến thưa quý vị tin tức liên quan đến việc là trường học ở tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts được tuyên bố là sẽ được mở cửa vào ngày hôm nay theo tuyên bố của thị trưởng Michelle Wu, dù rằng là hiện nay các trường học ở tại thành phố Boston đang thiếu thốn về vấn đề nhân viên đi làm, tại vì nhiều người đã gọi điện thoại vô xin nghỉ liên quan đến vấn đề mà gọi là COVID. Trong tuần trước đó thì có đến hơn 650 giáo viên ở tại học khu trong thành phố Boston tuyên bố rằng, hay là gọi vô nói rằng là mình cần phải ở nhà tự cách ly vì đã nhiễm COVID hay là đã tiếp xúc với ai đã bị nhiễm COVID. Còn đối với là nhân viên mà gọi là không phải là thầy cô giáo đó, là có hơn cả ngàn người đã gọi vô báo cáo rằng là họ cũng y hệt như vậy, trong tình trạng đó không đi làm được vì những lý do liên quan đến COVID. Tuy nhiên thị trưởng của thành phố này cho biết là đi học cũng như là các trường học là cái nền tảng của mỗi gia đình, cho nên rằng là bây giờ có thiếu nhân viên hay là không đủ nhân viên như thế nào đó thì bà vẫn muốn là hơn cả ngàn trường học công lập tại thành phố Boston phải mở cửa để mà cho các phụ huynh có thể đưa con em của họ đi học. Thì có gì bây giờ có mướn thêm giáo viên dạy tạm thời hay là làm cái gì đó, hay là dồn học sinh vô trong những cái lớp nhiều hơn nữa thì cũng phải mở cửa, chứ không có học mà học qua cái mạng iPad hay là computer nữa. Boston cũng như tất cả các thành phố khác trên nước Mỹ đều cùng một cái cảnh là gọi là thiếu nhân viên trầm trọng. Ngay cả văn phòng của Tyler Diệp nghe nói cũng đang thiếu nhân viên đó quý vị. Dạ vâng. Có một bản tin mà chúng ta thấy rằng hôm qua là một ngày buồn tại khu Bronx ở New York và một cái chấn động của thành phố New York vì có một chung cư đã bị cháy. Thưa quý vị, cháy chung cư tại khu Bronx ở New York làm ít nhất 19 người thiệt mạng. Thị trưởng thành phố New York là Eric Adams cho biết ít nhất 19 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục người khác đang bị thương trong một vụ hỏa hoạn được gây ra bởi một cái máy sưởi bị trục trặc tại khu chung cư Bronx vào Chủ nhật. Tổng cộng hơn 50 người đã bị thương trong trận hỏa hoạn chết chóc nhất của thành phố trong hơn 30 năm qua. Nạn nhân đã tìm thấy ở mọi tầng của tòa nhà bởi vì nguyên một tòa nhà đã bị, và theo Sở Cứu Hỏa New York, ngọn lửa bùng phát tại một căn hộ thông tầng ở trên tầng 2 và tầng 3 của khu phức hợp 19 tầng gọi là Twin Park Northwest ở West Bronx của thành phố New York. Sở Cứu Hỏa cho biết đã có hơn 200 thành viên ứng phó đã đến hiện trường và ít nhất 32 người đã phải nhập viện.
Các viên chức cho biết hầu hết các thương tích đến từ những người bị ngạt khói chứ không phải là bị lửa phỏng. Và đây là một vụ hỏa hoạn gọi là một cái thảm cảnh mà 30 năm qua chưa từng có tại New York. Vâng. Và thưa quý vị, sau đây là chuyện trong ngày của chúng tôi trong chương trình hôm nay. Xin chào quý vị trở lại với chương trình Việt Face TV tin tức vào buổi sáng. Và thưa quý vị, bây giờ là phần chuyện trong ngày. Thưa anh Thái Lê Diệp, chúng tôi luôn biết được anh là giám đốc môi trường, vệ sinh môi trường của thành phố Midway City, gồm bao vực nhiều thành phố khác lắm. Và trong cái bản tin ngày hôm nay, chúng ta thấy là tại Việt Nam, vấn đề rác thải là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà Hoa Kỳ đã đang giúp cho Việt Nam để giải quyết cái việc mà làm giảm rác thải tại Việt Nam. Thế nhưng chúng ta, nếu mà chúng ta là người Việt và chúng ta đã từng về Việt Nam hoặc là chúng ta đã từng ở Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng cái thói quen mà xả rác của Việt Nam rất là kinh khủng, mà bạn nhìn thấy cái môi trường như vậy đó. Nếu mà chúng tôi luôn có người, chúng tôi luôn hỏi trong ngày hôm nay là nếu bạn là giám đốc môi trường một công ty vệ sinh môi trường, mà nếu mà bạn được phân công về Việt Nam để giúp cho Việt Nam giải quyết vấn đề rác thải kinh khủng như thế này, thì bạn sẽ làm gì để giải quyết và làm gì để nâng cao cái ý thức của người dân? Thưa quý vị, ở đây nó có hai vấn đề. Cái thứ nhất là cái vấn đề ý thức của người dân trong cái việc là xả rác bừa bãi. Cái vấn đề thứ hai rằng là cái nguồn rác thải mà làm bằng ni lông hay là nhựa đó, nó càng ngày nó gây ô nhiễm đến môi trường, không những là ở tại Việt Nam cũng như là trên khắp thế giới, bao gồm luôn kể cả nước Mỹ. Cái chuyện mà ý thức đó, thưa quý vị, cái chuyện ý thức của người dân là cái chuyện mà không thể nào giải quyết được một sớm một chiều. Một là chúng ta đưa ra những cái hình phạt rất là nặng đối với một cái chuyện nó rất là vặt, như ví dụ như là quăng một cái bao ni lông hay là quăng một cái khẩu trang làm bằng ni lông xuống dưới đất. Cái chuyện đó xưa nay quý vị thấy rằng là ngay ở tại Mỹ đó, nếu mà chúng ta có lỡ mà có quăng cái gạt thằng thuốc đi ra ngoài xe, ngoài cửa xe mà bị người ta phát giác được đó, thì cái phạt nó, cái tiền phạt nó cũng rất là nặng. Nhưng cái đó không có nghĩa rằng là ai làm cũng bị bắt. Có rất nhiều người làm mà không ai để ý để cả. Thì tôi nghĩ là về vấn đề mà gọi là ý thức của người dân đó, là phải cố gắng làm sao mà phải dạy cái việc này từ những thế hệ mà của con nít, trong là từ mẫu giáo đi lên, là phải dạy và phải luôn mà để cho các em nhập tâm rồi. Chứ còn cái thế hệ mà thí dụ như là của tôi, của anh Lưu đó, thì nó muộn rồi. Cái thói quen như thế nào thì nó đã như vậy. Cái chuyện mà chúng tôi có lẽ là tôi muốn nói đến nhiều hơn trong ngày hôm nay đó, là cái thói quen của người tiêu thụ và cũng như là của những người sản xuất là gì. Dù là bây giờ mình nói trong một cái thế giới lý tưởng đi nha, bây giờ tất cả người Việt Nam trong nước hay là tất cả các cư dân ở nước Mỹ này nè, không xả rác nữa, xài tới đâu kiếm một thùng rác vứt vào trong đó đàng hoàng, không vứt bừa bãi. Cái chuyện mà rác ô nhiễm trên thế giới nó vẫn không được giải quyết, tại vì hễ cần đem những cái thứ đó, mình vẫn tiếp tục xài plastic, mình vẫn xài nhựa, mình vẫn xài bao ni lông á, mỗi ngày. Thì cái vấn đề ô nhiễm môi trường nó không có phiên giảm, nó vẫn gia tăng thôi. Tại vì nếu mà không vứt xuống dưới đất thì cũng sẽ đưa ra bãi rác và nó sẽ ô nhiễm đất đai và cũng như là những cái nguồn nước. Thì việc cách duy nhất đó mà hiện nay các quốc gia gọi là phát triển, ví dụ như Mỹ đi, đang có những chính sách là khuyến khích, trước hết là khuyến khích, sau đó là áp đặt không cho người tiêu dùng sử dụng plastic nữa, bằng cách rằng là khi mà chúng ta đi chợ, quý vị thấy rằng là bây giờ là muốn bao ni lông mà đi chợ đó phải trả tiền, là phải đem theo những cái bao bằng vải hay là bao mà gọi là tái chế mà chúng ta dùng xong dùng lại được đó. Hai đó là phải mất là ví dụ như là 10 xu, 15 xu để mà trả cho những cái bịch mà chúng ta mua. Đó là một cái cách gọi là chính sách khuyến khích người ta đừng có dùng bao ni lông. Cái thứ hai mà quý vị sẽ thấy rằng là đây là những gì mà tôi học được ở từ Sacramento, là người tiêu thụ quen với cái lối mua hàng do các nhà sản xuất làm rồi. Vì chúng ta đi mua Costco thì chúng ta mua những cái bình nước, những cái chai nước mà bằng plastic đó. Cái chai nước bằng plastic thì mình tái chế được, nhưng mà cái bọc ni lông mà để gói nó lại đó thì cái đó không ai tái chế được cả. Mà cái đó là nó cũng vẫn xài nhựa và nó không có bị phân hủy rất dễ. Nhiều khi để cả chục năm nó cũng không có bị phân hủy nữa. Vì chính sách của tiểu bang cũng như là liên bang đang có những cố gắng làm sao mà để cho các nhà sản xuất khi mà đóng hàng đó, đóng gói hàng đó, dùng những thứ khác chứ không phải là dùng plastic nữa.
lấy ví dụ đi, có một số nơi bây giờ nói rằng là nên đóng hàng bằng giấy cạc tông thôi, tại vì giấy cạc tông thì dễ phân hủy hơn trong thiên nhiên. Hay là khi mà buôn bán hàng hóa cho người tiêu thụ đó, ráng cố gắng dùng những thứ như là lá chuối để mà bọc lại những cái, những cái phần cái phần hàng đó để bán ra. Biết rằng là một cái lá chuối thì như 3-4 ngày là nó sẽ đổi sắc liền, nó không có duy trì được lâu. Nhưng mà đây là những chính sách gọi là lâu dài để mà hạn chế cái vấn đề gọi là rác thải. Chứ còn bây giờ nếu mà anh nói đến cái chuyện mà là vứt rác bừa bãi thì anh thấy rằng là đừng nói chi ở Sài Gòn, ngay tại cái khu chợ ABC này nè, cái thói quen của người Việt Nam, nhất là những người mà định cư qua sau này đó, họ vẫn có thói quen rằng là bả đâu xả đó, xài xong vứt cái đó. Nhiều khi rằng tôi thấy rằng là có những người là lái xe tới đậu ở đó, mở cái xe hơi của mình ra, bao nhiêu rác trong xe đó cứ vứt xuống như parking lot, đóng cửa xe lại rồi lái đi, nghĩ rằng là cái bãi đậu xe đó nó giống như là một cái bãi rác để mình xả. Nhưng mà câu hỏi của tôi là nếu mà bạn được cử về Việt Nam thì giám đốc môi trường của Sở Vệ sinh Môi trường của Midway City sẽ làm gì, sẽ làm gì để giúp cho Việt Nam? Cái chuyện đầu tiên thưa anh là phải làm sao kiếm ra một cái gì đó để mà thay thế những cái bịch ni lông. Những cái bịch ni lông hiện nay là quý vị thấy là khi mà các người mà bán hàng rong ở ngoài đó, khi bán to go đó, quý vị thấy là phở hay là cháo, cơm gì đó, họ đều bỏ trong bao ni lông hết. Đúng rồi. Phải có những cái chính sách thay đổi thói quen, đúng không? Không phải thay đổi thói quen. Thói quen của con người bây giờ họ đi như vậy rồi, mà là một phần nào đó cấm không cho xài plastic nữa thì quả may mới có. Nhưng mà nói chuyện cấm không phải dễ đấy, tại vì anh cấm người ta không cho người ta xài bao ni lông đó thì phải có thứ thay thế, anh có đưa khác thay thế thì bây giờ thì nhà nước Việt Nam phải có những cái nhà máy sản xuất ra những cái hộp giấy hay là những cái gì đó để mà thay thế cái chuyện bao ni lông. Thì không có một câu trả lời nào mà là đơn giản cả, thưa anh. Chỉ biết rằng là nếu mà không muốn xài bao ni lông thì phải đưa một thứ khác cho người ta thay. Như vậy là thưa quý vị, tất cả chúng ta thấy rằng đó là một cái chặng đường không phải là dễ dàng, nó còn đòi hỏi về nhiều phía. Thí dụ Hoa Kỳ là đại diện là anh Taylor Diệp đi về muốn giúp thì phải có sự quan tâm và sự chia sẻ cũng như là đồng hành cùng lên những kế hoạch với Việt Nam, và Việt Nam cũng phải thực hiện những cái chính sách mà Hoa Kỳ đang muốn để đề nghị để giúp, đưa ra những phương pháp để giúp về rác thải. Chúng tôi nói vui như vậy thôi bởi vì đây là một cái câu chuyện đội đá vá trời. Được. Mà nhân dịp hôm nay anh Taylor Diệp là giám đốc Sở Vệ sinh Môi trường của Midway City thì chúng tôi lưu nảy ra cái ý là chúng ta hỏi thử coi anh Taylor Diệp, nếu mà anh là người được cử về Việt Nam để giúp cho Việt Nam giải quyết vấn đề rác thải thì cái sự hợp tác nó có khó khăn như thế nào, thì chúng ta cũng thấy rằng đó là một cái điều rất là phải qua nhiều chặng đường, nhiều sự hợp tác, và chúng ta nói vui vậy thôi chứ còn chuyện thực sự mà để giải quyết được chuyện này chắc là rất là khó và nó cũng quá tầm mức của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình trong ngày hôm nay và xin chào tạm biệt tất cả quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. Và DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Fuji Massage Chair giới thiệu Dr. Chemical, số 1 về vật lý trị liệu, công nghệ Nhật Bản, thiết kế không trọng lực, hệ thống con lăn 3D ôm trọn cơ thể và túi khí toàn thân, định vị nhấn đúng từng huyệt đạo, đầy đủ chức năng với giá cả hợp lý. Ghế Chemical nhiều màu sắc, nhỏ gọn đặc biệt cho người Á Đông, phù hợp cho mọi không gian nội thất. Mừng lễ Giáng sinh và năm mới, một ghế Chemical sẽ giảm ngay $2,000 với 18 tháng không tiền lời. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. 714-855-5456, 714-855-5456. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%.
100% và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ James đang sell Dim High Carats. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim, FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ James. It's time to recharge, reconnect, and rediscover your perfect combination at Pechanga Resort Casino. And with your resort favorites back in action, there's all of the excitement and comfort you love with the peace of mind you can depend on. So whenever you're ready for a little rest, a little relaxation, and a lot of fun, we'll be here. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino today. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.